mình chia sẻ bạn một cái rào cản trong tư duy của các bạn, đó là chúng ta cứ mong chờ đó ai đó giúp mình, muốn ra khởi nghiệp mà chờ đó ai đó giúp mình, chờ ba mẹ giúp, chờ người thân giúp, chờ một cái quý nhân nào đó giúp, chờ nhà nước giúp, chờ một cái quỹ nào đó giúp, làm như ai đó có tiền sẵn cho bạn để giúp bạn á, tức là chúng ta có một cái tư duy mặc định nó rất là thú vị ở chỗ đó. Trong các cái chương trình thì mình gặp một số bạn trẻ, khi mà mình yêu cầu ghi ra cái thu nhập của các bạn hàng tháng, thì một đứa mà nó lên đã 18, 19, 20, 21, 22 tuổi đời, một cái tuổi đời nó rất là tuyệt vời các bạn. Tuy nhiên cái nguồn thu nhập ở đó, ở đâu sống? Bố mẹ cho, anh chị cho, người thân cho, cái bên cột thu nhập của bạn á, bạn không tự làm được một cái gì hết á. 18 đến 22 tuổi đời rồi mà không tự làm, thậm chí có đứa mà ra trường mấy năm tuổi đời luôn, 24, 25 mà vẫn còn gì à, vẫn còn là ghi trong cái cột đó là tiền ba mẹ cho. Vô lý không các bạn? Một cái đứa 20, 21 tuổi đời này, ở Sài Gòn này, làm ở một cái thành phố rất là cao này, dân mang tiếng là trình độ đại học này, các bạn hình dung ra, sức khỏe thì tốt nhất trong cái đời người này, mình gọi là cái độ tuổi vàng. Thế mà bố mẹ chúng ta thì ở quê, lớn tuổi 50, 60, 70 rồi, tự nhiên già lăn ra làm nuôi trẻ. Các bạn thấy mắc cười không ạ? Nó rất là mắc cười. Cái tư duy, rồi thậm chí ra trường rồi về nhà xin ba mẹ xe, xin ba mẹ tiền để đi làm. Tại sao chúng ta ra cái nông nỗi đó, thậm chí ra khởi nghiệp còn không có tiền nữa chứ, về xin ba mẹ bán đất đi cầm nhà đi để đi khởi nghiệp, tại sao chúng ta ra cái nông nỗi nó kỳ lạ vậy các bạn? Ở đâu ra cái nông nỗi đó? Tại vì do cái ý thức hệ của chúng ta, do người lớn và bố mẹ của chôn chúng ta, cứ sợ con mình nó khổ. Cái khổ nhất trên đời này là không làm cái gì và luôn lệ thuộc vào người khác, cái đó mới gọi là khổ. Các bạn có nhận ra điều nào không? Vậy thì bây giờ để làm sao để chúng ta lớn lên và chúng ta bứt phá ra được cái chỗ đó? Khi hiện tại các bạn nào đang có cái nguồn thu nhập đó, cái nguồn thu nhập từ người thân cho, các bạn xem như là chúng ta không có. Các bạn về nhà các bạn nói thẳng với ba mẹ luôn là để con hãy tự ra làm đi. Như vậy thì chúng ta mới lớn được. Hoặc là các bạn nào muốn ra khởi nghiệp mà các bạn không có tiền thì mình phải tự tạo ra tiền chứ. Cứ suốt ngày cứ trông chờ các cái quỹ, các cái hỗ trợ. Hồi kia mình mới ra khởi nghiệp mình đâu có biết cách đâu các bạn không ạ. Khởi nghiệp từ Nam Xu à, nghĩa là bạn hãy biết cách bắt đầu, học được cái cách bắt đầu từ vị trí chúng ta đang đứng, nghĩa là trong túi bạn đang có chỉ có 5 đồng thôi thì bạn khởi nghiệp từ 5 đồng à. Chúng ta phải học cái cách khởi nghiệp như vậy à, đừng có gì à? Đừng có mượn tiền, mượn bạc, lấy tiền, lấy bạc của ba mẹ của chúng ta làm suốt cái cuộc đời không dám ăn. Lo hết cho chúng ta. Thì chúng ta về lấy khoản tiền đó ra khởi nghiệp phá sạch hết. Các bạn thấy tư duy của người trẻ chúng ta như vậy có chuẩn không ạ? Một người mà đang độ tuổi tốt nhất của cuộc đời mình lại đi xin tiền của người lớn, các bạn thấy có chuẩn không ạ? Và nếu mà bạn đang ra đi làm, đi học, ra trường mà đi làm mức lương chỉ có 5 triệu, 10 triệu, thì mình nghĩ các bạn đang có lỗi với ba mẹ mình. Các bạn cứ hình dung đi, các bạn từ ngày sinh các bạn ra cho tới giờ này, nếu mà cộng lại hết toàn bộ những chi phí nuôi bạn ăn học hàng ngày luôn lớn lên đó, thì một cái khoản tiền nó rất là khổng lồ. Nó khoản tiền nó bố mẹ đi gửi lãi không là đã biết bao nhiêu lãi rồi, mà là nuôi cái bản thân bạn cho tới giờ này lương làm có 5-10 triệu mà các bạn ngồi đó, rồi các bạn muốn làm cái gì các bạn lại đi xin tiền bố mẹ mà nữa, các bạn suy nghĩ đi. À, nên chúng ta cần phải có một cái tư duy khác. Cái bài chia sẻ này là chúng ta cần phải có một cái tư duy khác, vượt qua rào cản dựa dẫm và hãy tự lớn lên trên chính cái năng lực của mình. Và đó là tư duy của một người khởi nghiệp, bắt đầu từ vị trí chúng ta đang đứng, không lệ thuộc vào ai hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.